Sau nhiều ngày liên lạc, cuối cùng cũng gặp được một đầu mối lớn cung cấp mỹ phẩm tại chợ Móng Cái. Chúng tôi mang theo 3 mẫu kem để đặt hàng. Chỉ cần lướt qua vỏ, kiểm tra nhanh chất kem, người này khẳng định có thể làm nhái được, đảm bảo giống từ màu kem đến mùi thơm theo đúng yêu cầu. Cái kem đen này mà em muốn làm nó màu nó nhạt đi nè. Nhạt đi được không? Có. Hoặc là màu đậm lên một tí nữa. Đều có được. Đều được. Nếu như hạt tất cả chất kem đều có thể đều được. Làm được. Chị cứ đặt hàng. Alo chị ạ. Kem làm xong sẽ có ngay một chiếc hộp sang trọng với nhiều chi tiết khiến người nhìn có cảm giác tin tưởng. Đó là hàng loạt những chiếc tem. Chúng được dán khắp nơi, nào trên nắp để tránh đổi hàng, rồi đầy mặt hộp. Theo chủ hàng, làm vậy là để người mua tin rằng hàng được kiểm tra, kiểm định chặt chẽ trước khi xuất kho. Không tin có thể truy xuất nguồn gốc. Thế nhưng, tất cả chỉ là giả. Nhưng mà anh chỉ có điều kiện làm đấy, mình theo ý chị là làm mới này, xong rồi chị mua cũng đã vậy. Có lẽ khó nhất là giấy tờ. Xong theo chủ hàng, đó là trước kia, giờ thì quá dễ dàng. Chẳng hạn, tờ hướng dẫn sử dụng, người mua rất hay xem. Trước chỉ in một thứ tiếng, nay thêm tiếng Anh để chứng tỏ hàng đạt chất lượng quốc tế, rồi thêm cả tiếng Việt, khiến người mua nghĩ được phép nhập và bán tại Việt Nam. Tất cả rất đơn giản, chỉ cần có mẫu. Hàng đặt xong, chủ mối liền thể hiện sự chuyên nghiệp, bốc máy gọi cho đường dây vận chuyển. Giá từ Móng Cái đi 10%, còn có bảo lãnh là 20%. Bắt sẽ trả lại tiền. Đúng cam kết vài ngày sau, hàng đã về Hà Nội. Người mua chỉ việc qua kiểm tra rồi thanh toán. Từ kho, hàng vội vàng được vận chuyển đi tới các đầu mối bán trực tiếp.